Nguy hiểm. Những gì chúng ta lường được về kỹ thuật của chúng ta nên họ đang đá với một đội hình thấp. Đường chuyền của cầu thủ qua rồi. Có thể dễ dàng nhận một pha phối hợp rất có ý đồ và khá sắc của đội tuyển Việt Nam, chỉ tiếc là không được kết thúc với một tình huống dứt điểm. Nếu như là cầu thủ thuận chân phải thì đây sẽ là một cơ hội thực sự dành cho Quang Hải. Và đó là một gương mặt đáng gờm dù còn rất trẻ. Nguy hiểm, quá hay, ăn sát. Đầu tiên là Duy Mạnh và sau đó là sự bọc lót và phối hợp giữa Lâm và Hải. Sự xuất hiện đúng lúc thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và Quang Hải đá cao, còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Cầu phá! Tuyển Việt Nam một pha lóng ngóng đốt lưới nhà của trung vệ Ali Faes, pha phối hợp trung lộ đầy bất ngờ và một tốc độ băng vào cực nhanh của Công Phượng đã khiến cho trung vệ áo số 5 của đội tuyển Iraq đã không có được sự bình tĩnh trong pha xử lý của mình và đưa bóng về lưới nhà. Đó cũng không phải là một tình huống mà thủ thành Hassan đã có một pha băng ra xuất sắc. Thì ngay sau đó Duy Mạnh cùng các đồng đội cũng đã xử lý không an toàn, rất nguy hiểm. Adin, tỷ số đã là một đều dành cho các cầu thủ Iraq. Một sai lầm hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Trở lại vạch xuất phát, chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Những sai lầm liên tiếp ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Lần này là pha xử lý không chắc chắn của Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo của đội tuyển Iraq Mohamed Ali Kadim đã chấp thời cơ rất tốt. Pha xử lý chính xác ở tốc độ cao và không có cơ hội dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm. Đội tuyển Việt Nam đã bị mất tuyến giữa trong ít phút vừa rồi, nhưng phải nói đây là một pha xử lý hay của một cầu thủ còn rất trẻ của đội tuyển Iraq. Cầu thủ mới 18 tuổi. Hai. Quá tuyệt vời. Đó là một pha chuyền bóng chính xác. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng dứt điểm. Của Công Phượng đã giải tỏa được sức ép và sự hối tiếc của Duy Mạnh. Duy Mạnh đã tự cảm thấy rất lỗi trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam. Đây là một pha bóng mà ba cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn. Đầu tiên là đường kiến tạo, đường truyền của Quang Hải dành cho Trọng Hoàng. Sau đó là một tình huống đột phá trung lộ và dứt điểm đầy bất ngờ. Và Công Phượng trong tình huống băng vào sút bồi đã không bỏ lỡ cơ hội để lần thứ hai trong trận đấu đưa đội tuyển Việt Nam của chúng ta vươn lên dẫn bàn. Biến ảo, đó là những gì chúng ta có thể nói về bàn thắng này. Cái cách mà Quang Hải thả đường bóng sang bên phía cánh phải để Trọng Hoàng băng xuống và Trọng Hoàng cổng cũng như là tranh cướp bóng ở phía giữa. Akurazi, cú sút đúng vào vị trí của thủ thành Đặng Văn Lâm. Cú dứt điểm đầu tiên của tiền vệ phòng ngự báo số 7 bên phía đội tuyển Iraq kể từ đầu trận. Ngoại trừ tình huống mà tiền đạo của đối phương đã đối mặt thì cho đến nay Đặng Văn Lâm đều giải nguy thành công. Vào đợt bóng rất hay, Công Phượng đã di chuyển. Vẫn là Xuân Trường. Công Phượng. Cú dứt điểm. Rất nguy hiểm. Tuyệt vời. Đội bạn đã có bàn thắng. Vẫn là một cách đá quen thuộc, treo bóng bổng vào trong, áp sát. Hơi tiếc khi trong tình huống này chúng ta không đủ nhanh để giải nguy.